Ok anh em, và bây giờ chúng ta cùng theo dõi cầu thủ Medusa anh em ơi. Hôm nay được top 3 tông kim anh em ơi. Nãy Khải đang dính top 7, top 8 mà phút cuối không giữ được anh em ơi. Một hai phút cuối không ăn được mạng nào. Để cho anh em xem xét đồ của cầu thủ này như thế nào nha. Sau khi gộp mấy chủ lại thì có những cầu thủ hơi lạ, Khải sẽ sau đồ anh em xem. Đó anh em ơi, Medusa thì vừa rồi Khải có sau xét đồ này. Hiện tại đang sở hữu là một cái dây chuyền Hoàng Mỹ Newton cấp 5, là đã ép lên Hoàng Mỹ cấp 5 nha anh em. Đó, đúng rồi, không chết được các bạn ơi. Sau lên cấp 5 thì được kháng tất cả 5 và nội lực 152, 231. Một áo nhu tình kỹ năng một cấp cực phẩm mắt off. Một nhẫn cũng đã ép lên cấp 5 anh em ơi, là nội công 60 điểm. Là trung bình thì một cái nhẫn là sẽ khoảng 24, ép lên 60 thì sẽ thêm được khoảng 36 điểm tiềm năng nữa, cho bằng nội công khoảng tầm 7 cú tay kinh nữa. Quá đẹp luôn anh em ơi. Nhỏ đang này set đồ cũng khá chuẩn. Mà có thể nói là một set nhu tình cực phẩm mắt off. Ngập mọi con mắt luôn. Sử dụng một cái nón 25-40, 25 kháng hỏa và 40 chón. Một cái vũ khí thì lên tuyệt nha anh em ơi, 250 loài sát và 50 chón. Thì hiện tại đang có 90 chón, kèm với một con tay kháng lôi 30, một nhẫn kháng lôi 27, một đai lưng làm chậm 40, sinh lực và sinh lực hơi thấp nha, phòng thủ 14, và một đôi giày phòng thủ 19, chậm 30, không có sinh lực. Trong set đồ này thì được 100 chậm nha anh em. Đai lưng chậm này, dây chậm phòng thủ này là 70, kèm với giá chiền nữa là 30, khoảng 100 chậm. 100 chậm và 90 chón. Đó, lại có thể nói là kháng lôi khá đẹp, hai món kháng lôi. Hai món kháng lôi. Kèm với một người kháng cảnh 5 nha anh em. Kèm với trang sức kháng cảnh 5. Mặt nạ kháng cảnh 5 chứ. Nạ kháng cảnh 5 và cái ngọc bội sinh lực 200. Ấn thì kháng cảnh 5. Ấn này ấn tiến vào đan. Thiên địa vô cực một cấp. Ôi, hèn gì đánh khét quá anh em ơi. Thêm được một cấp thiên địa vô cực ở cái ấn tăng trưởng môn và một dây phi phong kháng cả 10. Thì tổng sơ qua set đồ này thì ở server X9 này mà. Hiện tại này đang top 29 server. Thì nhìn sơ qua thì Khải đỡ thì ạc này nằm top tông kim khá là nhiều ngày vừa qua. Thì hôm nay thì Khải sơ đồ cho anh em xem cho anh em đỡ như vậy nha anh em. Thì đừng quên anh em xem video này, đừng quên đỡ lại cho cao thủ Giò Đan Medusa với set đồ khá là pin này mà. Một set nhu tình cực phẩm, một nón chón kháng hỏa, một vũ khí kháng chón. Thì hiện tại đang có 100 cho 190 chón và 100 chậm, hai món kháng lôi. Chung là anh em xem tổng của sức đồ thì Khải thấy lượng kháng của ạc này cũng khá dữ này mà. Giờ đang hôm nay đánh khá dữ. Lúc đầu Khải đánh cũng khá là ok nè, vì sau đánh không có mạng, đâm ra không có top nổi luôn nè mà. Hiện tại là 46, 371, thua này là thua khoảng 2 mạng nữa thôi. Mà khúc cuối không có mạng nè, anh đánh không có mạng mà giết luôn. Rồi, anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho cầu thủ Giờ đang Medusa. Chắc chắn là cầu thủ này nằm trên top Giờ đang này. Một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và ít hôm Khải sẽ tiếp tục sau những cầu thủ tiếp theo cho anh em xem nha. Ôi ông này chưa nằm trong top luôn à. Không biết cấp bao nhiêu mà hạng 29 ta. Chắc chưa cập nhật anh em à. Chắc chưa cập nhật. Rồi anh em nhớ xem đừng quên đỡ lại cho Medusa và Giờ đang. Một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Tiếp tục Khải sẽ soi những cầu thủ tiếp theo cho anh em xem nha. Ở video sau nha anh em.